Cảm ơn khách hàng là anh Trần Hưng ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh nha, đã ủng hộ hai cái sản phẩm này này. Đó. Cái cây cúc thì em đánh dấu này, em ở nhà vườn cùng với anh Trần Hưng đã làm xong cái công tác ấy rồi, đánh dấu. Em không có bỏ một chút đất nào nha, để nguyên si để cho khách. Đó. Để vậy á, khách yêu cầu thì mình cứ làm theo đúng y si luôn. Dạ, thì thôi kệ mình, nói chung là người ta nói là ăn ít non lâu mà em. Em nói là ship dữ quá. Thì thôi kệ. Cái ấy không đây là hết mẹ 10 ký, 10 mấy ký thôi. À chính xác. Thôi kệ em. Thì cứ đảm bảo. Đó, đây là anh khách hàng anh Trần Hương nha, huyện Châu Thành, vừa nói Châu Thành Trà Vinh đúng không ta? Một cây giảo, một cây cúc. Cây cúc thì đã đánh dấu vậy này, cây cúc đánh dấu này. Em cứ làm cái đó thì mày xuống. Thì nãy mưa ở đây có mưa không? Mưa đây rất là một giờ nắng ngay. Ồ sao mưa rắc rắc, nãy mưa to mà sao rắc? Mưa rất rất sơ sơ, giờ nắng ngay, giờ cũng xong chiều nay. Tắm giờ vậy. Mưa đâu cơ. Chiều qua mưa mà. Chiều qua mưa không? Mưa nhưng mà mưa nó không có. Có hộp vẻ to nhưng mà nhanh không? À, hộp to mà nhanh này. Có vẻ như thời tiết là vẫn đang khó mưa đúng không? Này cũng chưa thể thuận lợi được. Đây cây này, cây cúc nhà anh Hưng. Anh Hưng mà coi được cái video này thì anh thấy cây này, cây cúc này và nó dấu đỏ cho anh này. Để cho anh biết chừng. Em có cái mảnh giấy nào không? Có. Lấy cái mảnh giấy rồi dán rồi dùm anh còn lấy hai cây nữa lận. Lấy hai cây cho khách nữa. Đây. Để tìm được cái cây này là ba người ấy nha, ba người làm việc gần một cái nó 30 phút không em? Cỡ đấy á. À 30 phút đồng hồ ạ. Cỡ 30 phút ạ. Để đi để tìm cái cây này cho anh Hưng. Về để đóng gói, hôm nay có cái cây vũ nữ trong kia này, em thấy cây vũ nữ của anh không? Thấy đâu. À. Cái chơi trọng về ra chậu luôn hả? À gửi chậu luôn, ở cây đó đi đâu ta? Cây đó cũng là khách quen, khách đã mua một lần rồi. Bây giờ khách khách lấy cây đó đó. Ghi dán lên em tên gì? Dán anh Trần Hưng. Trần Hưng. Em cứ bó đi rồi sau anh em ấy thôi. Sao dán được? Dán ghi rồi sau dán vô luôn không để lộn. Đây nó dán sao quá. Đúng rồi. Rồi cảm ơn anh Trần Hưng nha. Thì lần này cũng là lần thứ hai rồi anh Trần Hưng ủng hộ sản phẩm rồi. Anh Trần Hưng thì hiện đang là công tác trong ngành công an. Thì ủng hộ đây sản phẩm thứ hai rồi. Sản phẩm thứ hai hình như là 4 cây đó. Anh Trần Hưng là 4 cây đó. Cương lần này anh ủng hộ 2 cây. Lần này là một cúc một chảo này cả nhà. Đó. Thì làm theo những cái gì mà khách hàng yêu cầu nha. Em cũng đang soi này. Cái lô này còn rất là nhiều các cây nha. Còn rất nhiều cây này em cũng soi để cho cả nhà chúng ta có thiện chí. Chúng ta có thiện chí với cây nào thì nói em nha. Bây giờ là em đi nha. Em đi vào cái đường này. Chứ không lúc đi tìm là rất khó nha cả nhà. Đây này, em đi vào cái đường này. Đây cũng là cái cúc này cả nhà này. Cúc nha. Đó. Đây này, em vạch cho cả nhà xem này. Đây, đó, đây là cả nhà này. À, đây nha. Đó. Đây này cả nhà. Từ từ thôi cho cả nhà chúng ta còn xem một chút. Đó, đây này. Đây là cây cúc mai luôn này cả nhà này. Cúc mai này. Đây cúc này cả nhà này. Đây cả nhà xem. Đó, cái lô này còn rất là nhiều cây. Rất nhiều ở trong đó, rất nhiều cây đẹp luôn nha cả nhà. Rất là nhiều cây mai đẹp. Để cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng tham khảo nha. Đây cũng cây cúc nữa cả nhà này. Đây cây cúc này. Đây này. Lá là bây giờ đến chuẩn bị nó đâm đỏ tiếp theo rồi nha cả nhà. Cúc này. Cúc này. Đó.
Trần Hưng nha, Trần Hưng. Chán chưa? Hỏi khách hàng có thiện chí với cái sản phẩm nào thì cứ nhắn tin gọi điện cho em nha. Số điện thoại của em là 0836013528 nha. Em là Hoàng Anh Tuấn nha cả nhà. Cảm ơn khách hàng đã tin tưởng và luôn đồng hành ủng hộ sản phẩm của trên kênh của em Lang Thang Sông Cầu, Mai Vàng Bình Định nha cả nhà. Đó, đây này, chị chủ chị đang xách vô đây, chút em buộc xe rồi cả nhà. Rồi, kính chào tạm biệt cả nhà nha. Xin chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong các video lần sau nha.